mọi người, mình là Fatemat, vị trí rocker đến từ team B-Rec Esports. Team mình có 6 người, bao gồm Gino, Tino, Tết, Naui và mình, và Phò. Do team mình mới thành lập cho nên chưa có thành tích gì nhiều. Do bắn khá tốt về vòng loại cho nên đã được sẽ đó tiến thẳng vào giải đấu lần này. Và đây cũng là bước đệm để team mình có thể phát triển sau này. Do team mình là team mới nên chưa có nhiều thành tích. Biết đâu giải đấu lần này team mình lại vô địch thì sao? Thường thì mỗi khi tụi em luyện tập với nhau thì hay có mâu thuẫn. Nhưng mà khi ra ngoài anh em gặp nhau thì rất là vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Điểm mạnh ở mỗi thành viên của team mình thì kỹ năng cá nhân rất là tốt. Và điểm yếu thì đội hình khá rời rạc, teamwork khá là tệ cho nên chưa thể phát huy 100% sức lực của team. Hiện tại tụi mình luyện tập chưa được nhiều, thường thì mỗi thành viên sẽ tự luyện tập một mình hoặc là hai người để có thể gắn kết lại với nhau nhiều hơn. Mình muốn gửi câu này đến một thành viên của một đội nào đó: chiêu ra máu thì treo ra máu, treo nha, đến là đón, đụng là đơm. Đón xem ngay VNPL Việt Nam mùa xuân 2022 được phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng. Endless Fight.